Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuyển dịch ngành nghề, thay đổi phương thức tiếp cận khách hàng. Nhờ vậy mà tại những doanh nghiệp này, hoạt động kinh doanh vẫn tăng trưởng, việc làm, thu nhập cho người lao động được đảm bảo. Là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, công ty taxi tại Bình An gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Doanh thu sụt giảm, ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi của người lao động. Trước thực trạng này, công ty đã mạnh dạn mở thêm một số ngành nghề mới như dịch vụ giao hàng nhanh bằng xe máy và đưa đón học sinh đến trường. Trước khi mà làm cái này thì tôi cũng có tham khảo một số các cái mô hình của các đơn vị khác, đặc biệt là ở dưới Hà Nội. Và từ đó thì mình làm sao mà mình ứng dụng vào của Lào Cai, làm sao cho nó phù hợp nhất để cho bố mẹ yên tâm. Bố mẹ cũng có phản hồi lại là từ ngày công ty đến đón các cháu thì các cháu tự nhiên cái bản tính mà nó tự lập ấy, các cháu tự lập nó cao hơn, tính tự lập nó cao hơn và có thích đi học hơn, vui vẻ hơn. Công ty thì cũng tạo điều kiện để lo đời sống cho anh em, rồi lo công việc. Ngoài shipper ra thì còn đưa đón học sinh đi học, hoặc nói chung là trong cái ngành shipper này thì tất cả người ở dân họ có nhu cầu cần đến một cái gì đấy có thể chúng tôi làm được là chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng. Cũng nhằm khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19, hệ thống siêu thị của Vinmart tại Lào Cai đã nhanh chóng chuyển đổi các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng từ trực tiếp sang hình thức online trên các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt là dịch vụ đi chợ hộ, đi chợ online đã nhận được sự hưởng ứng của người dân. Sự chuyển hướng kịp thời này đã giúp hệ thống siêu thị duy trì được việc làm và thu nhập cho nhân viên. Xu hướng online thì càng ngày càng tăng và cái lượng tương tác cũng khá là nhiều và tăng lên hàng ngày. Thì những cái khách hàng có tham gia nhóm thì cũng số lượng cũng tăng lên hàng ngày hàng tuần. Thì cũng đáp ứng được một phần đối với cả những khách hàng không đến được cửa hàng thì cũng tăng thêm thu nhập cho các bạn nhân viên và cũng doanh số của cửa hàng trong những cái mùa dịch. Cùng với những chính sách hỗ trợ từ phía chính quyền như giãn, giảm tiền thuế, hỗ trợ tín dụng thì chính sự chủ động, xoay chuyển, tìm kiếm những hướng đi mới đã giúp các đơn vị doanh nghiệp ở Lào Cai dần thích ứng tốt hơn với trạng thái bình thường mới, vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động, đóng góp vào tăng trưởng của địa phương.